Trước mắt các bạn đây đó chính là mẫu Tuần Thủy Hoàng, hàng siêu dày dặn, hàng cột liền và ăn hai phân, khuôn tranh là 4 phân yếm liền các bác nhá. Hàng siêu dày dặn nhất từ trước đến nay. Và cái bộ sản phẩm này là cột 12, hàng chất liệu gỗ là gỗ hương đá, hàng xó món gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Mặt bàn cũng là mặt liền các bác ạ, mặt ghế cũng là mặt liền các bác nhá. Đấy, nói chung là cái giá trị của bộ sản phẩm này em nói thật sự rằng là nó rất là to lớn. Đó, và em sẽ đi sâu để cho mọi người cùng chiêu ngưỡng đến cái bộ sản phẩm này. Thì bên tay trái của em đây đó chính là chiếc đoạn vách anh em đục là phúc lộc thọ, thể hiện cho tài lộc sung túc và hạnh phúc các bác ạ. Đấy, với chất liệu gỗ là gỗ hương đá đang đứng top 1 tại bên cơ sở nhà em. Về cái độ đẳng cấp, về cái độ chắc chắn của cái chất liệu gỗ hương đá này thì em nói thật sự rằng là không ít thì nhiều, rất là nhiều người biết đến cái bộ sản phẩm và chất lượng gỗ hương đá này các bác nhá. Đấy, và cái mẫu Tuần Thủy Hoàng là một trong những cái mẫu mã mà rất là nhiều người ưa chuộng về nó đẹp, nó đẳng cấp, nó quý phái. Cái sự uyển chuyển cộng thêm là cái độ chắc chắn tạo lên cái bộ Tuần Thủy Hoàng này, nó thật sự rằng là rất là nhiều người ưa chuộng luôn. Đấy, vân mèo rất đẹp luôn các bác nhá. Vân mèo rất đẹp, lại còn hàng siêu dày dặn như em vừa nói ở đầu video. Hàng ván 2 phân, khuôn tranh 4 phân, cột liền và yếm liền. Đó, cột liền các bác nhìn. Đấy, bên em tuyển những cái cây gỗ nó rất là già rồi các bác ạ. Nó rất là già các bác nhá. Thế nên là khi mọi người mua sản phẩm này bên xưởng nhà em sẽ được bảo hành là 30 năm mối mọt cong vênh và giao hàng miễn phí 50 km trên toàn quốc. Đôn kẹp bàn bên xưởng nhà em đục là bức kiểu ngư các bác nhá. Bức kiểu ngư có ngăn kéo một bên kéo vào, còn cái bàn là có ngăn kéo hai bên, kéo ra kéo vào các bác nhá. Mặt bàn đục là thuận buồm xuôi gió và anh em đang để mộc thô nhất, để mộc thô sớm nhất để cho mọi người cùng chiêu ngưỡng cái mộc của nó. Đấy, vẫn chưa hoàn thiện cao lạo gì hết, thế nên là vẫn chưa được sắc nét các bác ạ. Đấy, khi đục chạm và cạo lạo lên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi bên xưởng nhà em hoàn thiện các bác nhá. Đó, đây chính là hai chiếc ghế đơn. Đây, hai chiếc ghế đơn, vì đây là phần mộc thô thì nên là những cái chân em dẫm và ít nhiều những cái bẩn tạp vẫn chưa quật qua thì nên là nó vẫn hơi bẩn bẩn, thì mọi người cũng thông cảm. Đây, vì em sẽ để mộc thô sơ nhất cho mọi người cùng chiêu ngưỡng. Đấy, về cái vẻ đẹp mộc thô, bắt đầu bên xưởng nhà em bắt đầu cạo lạo và hoàn thiện thì để cho nó hoàn chỉnh nhất có thể. Đó, chất liệu là gỗ hương đá đứng đầu bên xưởng nhà em các bác nhá. Và nếu như quý khách hàng nào mà đang muốn chiêu ngưỡng cái bộ sản phẩm này hoặc là muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này thì cứ liên hệ em nghe qua số điện thoại là 0355 990857. Đây cũng là số Zalo em sẽ gửi ảnh chi tiết từng món và cũng như là tư vấn miễn phí cho tất cả mọi người. Đấy, thì cứ alo em sẽ tư vấn miễn phí các bác nhá. Và khi mua sản phẩm này thì em còn được tặng kèm thêm kính bàn và đôn kẹp bàn là dày là 1 phân, bảo hành là 35 mối mọt cong vênh và giao hàng miễn phí 50 km trên toàn quốc. Đấy, chỉ cần điện cho em sẽ tư vấn miễn phí cho tất cả các bác. Thì kết thúc video tại đây, thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.